tay như dòng lên, rồi đưa lên, rồi được rồi, từ đó rồi rồi chúng ta này quá quá xa đúng không? Quá xa. Yeah. Thì khi làm vậy là nó rất tạo đi nữa. Dạ. Như là cái lưng nó không nhức lắm. Dạ. Nhức cái chỗ nó xưng xắn cái chỗ này. Rồi bây giờ tôi phải sửa lại thêm mà lỡ tôi trật cái tay có chuyện gì sao? Không muốn vậy. Cho nó hết chứ không muốn mà lỡ nó bị nặng hơn nữa đâu. Sợ bị nặng thêm á. Dạ. Tinh thần của chân. Dạ. Thầy nói vậy là cô phải nói là tinh thần. À. Là đúng nha. Còn cái gì đó là nhiều khi là gọi là tai nạn nghề nghiệp có thể từ đó là trật luôn. Không, con nói là con tin thầy. Con tin thầy là gặp thầy cho hết. Ôi dạ. Rồi về đây mấy ngày? Dạ, con về 2 tháng. Nên đi học đi. Đây là tay bệnh ha. Dạ. Đúng rồi. Rồi dở tay dở chân lại coi khác nha. Chưa chưa được nhéo cổ đó. Còn chút xíu. Rồi. Quay lưng lại đây. Quay lưng cho cô. Quay lưng cho cô quay. Giờ giờ đây. Đó. Đây. Đây cái xà khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.